Thưa quý vị, Hòa Lan tuyên bố chiếc phi cơ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi vì trúng những vật thể có năng lượng cao, tin từ The Hague, Hòa Lan. Chủ tịch Ủy ban An toàn Hòa Lan nói rằng chiếc phi cơ chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị vỡ tung trên không vì trúng phải những vật có năng lượng cao. Tai nạn ngày 17 tháng 7 trên không phận miền đông Ukraine đã làm cho 298 người trên phi cơ, trong đó 2/3 người là Hòa Lan, không ai sống sót. Bản phúc trình điều tra nói rằng không có điều nào cho thấy chiếc MH17 bị rơi vì vấn đề kỹ thuật hay sai lầm của phi công. Ông Zippy Justra nói rằng kết luận chính của Ủy ban là chiếc phi cơ bị hư hại nặng vì những vật có năng lượng cao xâm nhập vào phi cơ từ bên ngoài. Bản phúc trình mới công bố là bản phúc trình sơ khởi. Ông Justra nói rằng phải cần ít nhất một năm mới có thể đưa ra bản phúc trình cuối cùng. Rõ ràng là chiếc phi cơ bị hư hại nặng vì những vật có năng lượng cao xâm nhập vào phi cơ từ bên ngoài. Nhưng những vật đó là gì cần phải cần điều tra thêm. Một cuộc điều tra hình sự đang tiến hành riêng để tìm những người phạm tội. Các nhà điều tra Hòa Lan đã gặp nhiều khó khăn vì nơi chiếc phi cơ rơi nằm trong vùng chiến tranh. Ông Justra nói rằng, đến điều tra tại nơi chiếc phi cơ là điều rất quan trọng. Nhiều vật trên mặt đất có thể đã bị đưa đi nơi khác, nhưng vẫn có thể còn những vật quan trọng. Những điều tìm được phần lớn dựa vào tài liệu từ hai chiếc hộp đen được dân quân ly khai trao lại cho hãng Malaysia Airlines. Kiev và các nước Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ, gần như khẳng định dân quân ly khai đã dùng hỏa tiễn BUK do Nga cung cấp để bắn rơi chiếc phi cơ. Nhưng dân quân ly khai nói rằng họ không có loại hỏa tiễn này và họ không bắn chiếc phi cơ. Dân quân ly khai còn nói rằng một chiếc phi cơ chiến đấu của không quân Ukraine đã bắn chiếc MH17.